Hai. Làm gì vậy? Sao em feel mà nó tùm chèn mà chèn không, nó không có tùm 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 chèn mà nó thường thường feel nó hay lắm mà. Mình nghe nó mắc cười đúng không? Đang bị gì vậy? Bình thường đúng ra là phải là tung 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 sàn. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Em bấm bừng chèn rồi vậy đó. Ok, để thầy chỉ nha. Trước mắt là bây giờ vậy nè, con làm lại đi. Nhưng mà cái tay của thầy nha. Ok thầy. Thấy cái tay thầy dày một cái là con bấm phiêu của thầy nha. Bấm theo cái hiệu lệnh của thầy nha. Vô. Đó. Đúng, có khác không? Nó là vậy đó. Đúng rồi. Biết tại sao nó khác không? Không. Con đang chơi điệu gì? Điệu bolero. Bolero. Nhịp gì? Nhịp 4. Thì có nghĩa là nó sẽ chạy đi chạy lại theo cái vòng tuần hoàn phách 1, phách 2, phách 3, phách 4, lặp lại phách 1, 2, 3, 4 lặp hoài thôi. Khi con bấm phiêu ngay số 1 thì cái nhạc nó sẽ báo trống, nó sẽ phiêu cho con thêm được phách số 2, số 3, số 4 trước khi về phách số 1. Còn nếu con bấm phiêu ngay chỗ phách số 2 thì nó sẽ báo cho con số 3, số 4 trước khi về số 1. Tương tự như vậy, con bấm phiêu ngay số 3 thì nó báo cho con ít nhất cũng được phiêu theo cái phách số 4 đúng không? Nó mới về. Còn con bấm phiêu là vậy nè. Nhịp 1, nhịp 2, nhịp 3, nhịp 4, sau cái 4 con mới bấm. Nó ăn được cái nửa phách là làm sao nó hay được. Nó mới là 1 2 3 4 bùm vô liền. Nó đéo là đúng rồi. Hiểu chưa? Đúng ra con phải bấm cho thầy là số 1 hoặc là số 2 hoặc là số 3 tùy thuộc vào cái lời bài hát. Lời bài hát nó kết thúc số 1 bấm liền nhịp số 1 cả thầy. Lời bài hát kết thúc số 2 bấm số 2. Hiểu không? Còn số 4 thì cùng lắm thì bấm ngay số 4 chứ đừng có bấm cuối số 4. Sao mà kịp. Rồi bây giờ con bấm lại giống như nãy giờ con bị làm lỗi nè, thầy chỉ cho con cái lỗi của con nè. Rồi bấm lên. 2 3 4. Đó thấy chưa? Bấm sâu số 4 vậy là sao được? Làm lại nè. 1 vô 2 3 4 bấm 1 2 3 4 bấm số 1 1 2 3 4 1 2 đó đúng rồi. Tiếp nè. 1 2 3 4. Đó. Hiểu chưa? Thì ra là vậy. Đúng rồi, bấm cho nó chuẩn. Vậy là 1 2 3 4 1. Đúng rồi. 3 4 hoặc là 1 2 3 hoặc là mình nói chung hát tới số 2 là đúng rồi. Bấm 2 là nó sẽ chạy được 3 4. Đúng rồi, có nghĩa là một quả nhịp 4 phách đi, mình đang tính nhịp của con là chơi bolero đúng không? Thì con nên bấm phiêu là 1 2 3 4 chứ đừng nên cuối số 4 và cũng đừng nên bị lộn nha. Có nhiều khi là người ta hát kết thúc ở đây rồi. Khi mình bấm phiêu mình không biết bấm á, khi mình để hết ô nhịp. Khi người ta hát qua cái chữ sau, cái mới vội vàng bấm phiêu thì lúc đó là sao? Tự nhiên cái người ta đang hát, cái phiêu nó chạy bập thêm một ô nhịp nó lắng. Nhiều người bị vậy ha. Ví dụ nha, con bấm thầy đi. Rồi. 3 4 1 2 3 4. Tôi ở ủa cái gì vậy? Đang hát mà nhạc gì chạy rầm rầm vậy? Hiểu chưa? Đó là cái thứ nhất. Ồ sẵn tiện đây thầy đang hướng dẫn cái này luôn. Có mấy anh em á, có comment trên YouTube hỏi mình là hướng dẫn chức năng báo trắng. Thì hôm nay thầy sẵn thầy chỉ luôn ha. Trên cái đàn organ mà xịn á, nó sẽ có tất cả là 4 cái phiêu. Phiêu là gì? Phiêu là cái sự báo chuyển, chuyển đổi, lấp đầy cái khoảng trống. Thường thường một bài nhạc á, thì tệ gì nó cũng có hai phần, đó là phần đầu nhẹ nhàng hơn, qua điệp khúc đầy đặn hơn, đó thì gọi là phiêu. Thì trên cái đàn xịn nó sẽ có 4 phiêu ha, phiêu A, phiêu B, phiêu C và phiêu D. Còn trên những cái đàn cấp thấp hơn thì chỉ có hai phiêu là A và B. Rồi ví dụ mình đang chơi trên cái đàn xịn đi, thì mình cứ tính đơn giản là như thế này ha. Khúc đầu chơi nhẹ nhàng, ta chơi AB. Khúc điệp khúc, ta chơi CD. Cụ thể là như thế nào? Khúc đầu mới vô, chơi A. Lời 1. Nhưng mà đôi khi nó lặp lại cái lời y chang vậy, cái giai điệu y chang vậy, chỉ khác cái lời bài hát thôi. Thì mình chuyển qua B. Phiêu B. Rồi sau khi đã hát hết lời 2 và chuyển qua điệp khúc, chọn phiêu C. À. Sau khi hát khúc điệp khúc á, thì khúc điệp khúc nó cũng có một cái khúc lặp lại y chang nó. Đó gọi là mình cứ nghĩ đơn giản là điệp khúc nó cũng chia làm hai phần đi,
cái lời hai của điệp khúc, nghĩ cho vậy cho nó dễ đi, thời gian lên đê đó. Còn giả sử cái đàn hai phiêu đó, cho em thầy hai cái này thì khúc đầu mình chơi A thôi, điệp khúc mình chơi B, hết điệp xong khúc quay lại đầu thì mình à chơi A tiếp, gặp điệp khúc chơi B tiếp, là đơn giản ha. là có hai cái vậy thôi. Đúng rồi. Rồi đàn dạo thì mình chơi phiêu C phiêu D về tùy mình, còn bài nào mà đàn dạo nhẹ thì mình chơi AB. AB Ừ. Rồi khi lặp lại khúc đầu mà lời 2 thì mình chơi B, lặp lại lời 1 luôn thì chơi A, điệp khúc thì chơi C, điệp khúc khúc sau thì chơi với D. Rồi trên đàn xịn có nút break này, thì có trường hợp là thay vì phiêu mà chúng ta chơi dàn nhạc, chúng ta chơi break nè, nó khác biệt nè, phiêu A nè. B nè, C nè, D nè. Đó, những cái phiêu này là gì? Báo một cách mượt mà từ từ qua. Còn brick là gì? Là nó dằn nhạc, nó là tu ti, nó khác lắm. Kiểu nó khác này. Đó. À, đơn giản là dùng phiêu như vậy thôi. Tâm tâm Đúng rồi. Ừ, có nghĩa là vậy đó. Những cái phiêu là những cái để cho ban nhạc trở nên sống động hơn. Chúng ta chơi cái đàn organ nhưng mà giống như một ban nhạc vậy, đang hát lời 1 đúng không, chúng ta thấy chuẩn bị qua lời 2, chúng ta bấm phím cái cho ban nhạc người ta làm cái gì đó cho nó có một cái gì đó đỡ vô duyên, tự nhiên đang A cái đùng cái qua B, nó phải có một cái sự chuyển biến. Rồi trước khi qua điệp khúc bấm C cái cho ban nhạc chạy bùm 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 bùm, rồi sung hơn nữa bấm qua D vậy thôi. Chỗ nào mà tu ti bấm break. Brick. Ok, nếu mà muốn nhẹ lại lại quay lại phím A. Thì ra là vậy. Giờ Ok hiểu chưa? một kiến thức mới. Đó là cái cách sử dụng phiêu cho chuẩn, cho hay trên đàn organ. À, nếu anh em có thắc mắc gì thêm thì cứ để lại bình luận nha. Hải Âu và Hạnh Lương sẽ sắp xếp thời gian để chia sẻ những cái kiến thức đến với anh em. Nếu mà thiếu sót gì anh em cứ góp ý, anh thầy trò mình sẽ chia sẻ cùng anh em những cái video khác. Một lần nữa Hải Âu và Hạnh Lương cảm ơn quý vị đã đồng hành suốt video. Tạm biệt và hẹn gặp lại trong Bye video lần bye. sau. The chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no.